tin tưởng sự dũng cảm và cái lòng quyết tâm của lực lượng công an nhân dân. Các anh hy sinh rất là nhiều, không có ngại nguy hiểm. Hỗ trợ nhân dân hết mình. Bà con nhân dân vùng cao rất yêu quý các anh công an. Đi vào lòng dân, coi như là nắm từng đối tượng, lắng nghe ý kiến của dân. Lực lượng công an nhân dân luôn thực hiện theo 6 điều Bác Hồ dạy và là nơi giữ trọng niềm tin của nhân dân. Vai trò của mấy anh công an là rất quan trọng để bảo vệ cho người dân. Nhiều lúc khi mà bắt tội phạm mà rượt đuổi rất là nguy hiểm. Nếu mà không có mấy anh giao thông thì ngoài đường loạn hết. Cướp giật bây giờ là rất là nhiều. Ra đường phải có mấy anh bảo vệ ngày đêm an toàn. Nhiệt huyết, trách nhiệm, rất quan tâm đến cái vấn đề là trị nạn xã hội gây rối mất trật tự an ninh. Rất mừng và phấn khởi, việc gì là an ninh trật tự, mình em rất ngân cảm theo dõi. Người dân luôn luôn là tôn trọng, biết ơn và khâm phục các đồng chí công an. Chúc cho các anh chiến sĩ công an thật nhiều sức khỏe dồi dào. Tự tin, quyết đoán trong mọi công việc. Thực khỏe nhiều, làm cái nào đạt đấy. Anh em công an nhớ về ăn cua với bà con lát bữa nghe. Các anh công an ở lại chúng tôi lâu dài hơn ạ. Chúng tôi yêu các anh nhiều lắm ạ.